Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây Swoop Doom. Ui rồi ôi, nhìn lên khung chat đã thấy hai chữ ân kìa rồi. Hay lắm DM, chạy thôi. Cái cây này thì hồi trước mình đã làm trong chế độ Zombie và nhặt hòm các kiểu rồi. Hôm nay thì anh em yêu cầu cũng khá là nhiều nên làm lại. Vâng, làm lại thì nó sẽ có đổi mới hơn một tí là mình sẽ dùng cái skill đặc biệt của em nó để parkour nhá. Thay vì săn kill thì mình sẽ parkour nhiều hơn. Y tá qua kìa, chạy thôi. Ui, thằng kia đã nhanh tay là lướt nhảy xuống rồi. Hay thế. Vâng, tình đồng đội cực kỳ là hiếm có trong con người của bạn đấy. Thật là vi diệu. Thấy y tá nhảy lên là chạy ngay. Bảo sao mình không bị những cái pha móc mà không để ý như thế này. Không bao giờ tin, không nên bao giờ tin tưởng vào đồng đội anh em ạ. Tốt nhất mệnh thằng nào thằng đấy lo. Chứ mà cứ nhờ vào đồng đội thì cứ xác định thôi. Trong cái thế giới Zombie này thì ui rồi ôi. Hết à. Cái định mệnh cho lừa. Ô, nó cào xa cả ngàn km thế kia thì bố con thằng nào đi săn được. Vâng, sợ thật, dã man. Thôi em sợ rồi. Ui dồi ôi, cái thằng này lúc nãy chat ân cờ đây này. Hay lắm. Lần nãy mình cũng không nói lên đâu, mình cay cay mình giữ trong lòng thôi. Á đù. Bây giờ làm sao? Này thì ăn ân nhá. Ăn đi. Ui dồi ôi, ân lại sợ các bạn quá cơ. Từ từ thôi. Ân cờ là xác định là mình liều mạng, chết sống mình cũng chém được rồi thôi đấy. Ui từ từ. Bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Gì đây? Y tá. Ui dồi ôi. Nhìn mặt y tá đã biết yếu rồi. Yếu mà còn ra gió thì cứ xác định đấy. Không phải là ân à, thanh niên này chắc là không, cứ nghĩ là không phải mình nên mới chat ân cờ đấy. Mình không xem rõ. Úi dồi ôi, làm gì căng vậy? Vâng, lên đây. Tao đã sợ chúng mày quá cơ. Ây à, để là khó. Sorry các bạn, sorry các bạn nhiều. Vâng, phải thoát ra phòng khác thôi, tại vì cái phòng đấy Zombie nó cào ảo quá, nó cào mắc xa luôn. Thế thôi chịu anh em ạ. Tính la vào cận chiến đôi chút mà chưa chém dao vào mặt nó được thì nó đã sờ tay nó vào mặt mình rồi. Thôi em biết số phận em nghiệt ngã rồi. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Vâng, chị Cương Thi ơi, chị có bị ngáo không vậy? Ui dồi ôi, nó ngáo thật anh em ạ. Vâng, bất lực. Bất lực trước cái ác. Vâng, chạy đi đâu? Ui dồi ôi. Úi dồi ôi, cái mệnh này thì cố đấy. Ui dồi, chạy thôi các bạn ạ. Vâng, ăn được cái con Zombie nhưng mất bà nó cái giáp rồi. Chạy thôi. 36 kế chuồng là thượng sách thôi. Thế là khó. Úi dồi ôi, anh tờ kìa. Tao lại sợ mày quá đấy. Úi dồi ôi, không thể bình thường. Nó bắt cua hay lắm đấy. Thiệt là khổ. Nhìn kìa, Zombie cũng có 4 con à. Biết bắn sao bây giờ. Thiệt là khổ. Đâu rồi? Ui dồi ôi, hai con Zombie này. Boom. Cái đi mệnh double kill. Chết. Vâng, gói gọn lại một từ thôi. Chất như nước cất vậy. Đâu rồi? Zombie sao không ai đuổi mấy nhở? Vâng, chán thế. Sao không bạn nào đuổi hiếp mình nhở? Sợ thật. Anh em đâu rồi? Đây rồi. Tao này bị lag này. Có cái đậu xanh. Ui dồi ôi, bơi hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lại đây. Ôi thôi xong rồi, ấn nhầm nút rồi. Tính nhảy lên đấy mới ấn mà. Ui rồi thôi xong rồi. Bình tĩnh bạn ơi. Làm gì mà căng vậy? Vâng, y tá nó mốc lốp sau lưng mà không cào được. Vâng, sợ thật ý. Cái thằng Cưng thì nó cũng chỉ thầm trong đầu. Ô thôi xong rồi. Vai đái cào xa vậy. Vâng, các bạn có thấy không ạ? Hình như tối nay bị đứt cáp quang biển hay là gì đấy rồi. Vâng, cộng 4 lại đứt nữa rồi. Đúng là cộng 4. Vâng, nó không đứt nhiều thì nó cũng đứt ít, mà không đứt ít thì cũng đứt nhiều. Vâng, cơ bản là tháng nào nó cũng đứt, mà ngày nào nó cũng đứt anh em ạ.
Vâng, thật là dã man. Vâng, nói làm gì cái cộng 4 nó thay thế cái cộng khác đi. Có thể nâng cấp lên cộng tốc được không ạ? Vâng, cộng 4 thì nó không không thể bền chắc được trước cái hàm răng của cá mập được. Ui dồi ôi. Vâng, nó cào xa cả km thế kia thì phòng nào nó cũng không thoát được anh em ạ. Sợ thật. Thôi chạy thôi. Vâng, biết là cái số phận nó nghiệt ngã rồi. Vâng, không thể đố được. Sao mạng dạo này Việt Nam nó lát thế nhở? Mạng các nước người ta tiên tiến thế. Vâng, giang hồ ở mát không bằng mạng lát Việt Nam à. Vâng, cố sống chung với lũ thôi. Biết làm sao bây giờ. Hòm này, mình sẽ cố gắng nhặt hòm nữa nhá. Vâng, tầm này thì phải nhặt hòm thôi. Chứ còn mà nó lát thế này thì bố em cũng không dám đuối được nói em. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đào đi bạn ơi. Rồi, giờ nó chết luôn rồi. Đây rồi, Inter đây rồi. Ai hi hi. Vâng, lượn đâu đây? Vâng, thanh niên vẫn không biết mình ở đây. Mà xác định. Ui dồi ôi, chém hai phát mới chết. Ảo vậy trời. Rồi, bạn này tiếp tục nằm xuống. Tiếp tục nằm xuống. Ok, double kill cận chiến rồi nhá. Vâng, còn thằng nào nữa thì cứ bơi hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ui dồi ôi, hủy diệt. Vâng, nhấp nháy như cái đèn led vậy. Vâng, thế này thì chơi thế đếch nào được nhờ. Ui dồi ôi. Tuy nhiên vẫn cay cú ấy, anh em hiểu không? Vâng, cái thằng đéo nào nó lại cầm dao lại rượt mình đấy nhở. Vâng, xúc giật. Ý chết nhầm, hình như chửi sai rồi các bạn. Vâng, chửi sai rồi. Vâng, cho mình thu hồi lại lời nói nhá. Vâng, quả này sai lắm rồi. Ui dồi ôi, lượn đi đâu này. Ô, cái thằng này ngáo nhờ, cái định mệnh nó nữa. Biết thế mình bắn nó luôn, mình cận chiến luôn ạ. Ô, mình sợ nó chạy nên mình bắn yếu máu rồi, mình ăn luôn ấy. Thì ra thì nó cũng không chạy được anh em ạ. Sợ lắm cơ. Quả đấy bắn yếu rồi lao vào chém thì ok. Tại vì nó cũng đang quay lưng bỏ chạy. Mà cái tốc độ của nó thì không bằng mình. Còn thằng cuối thì không biết là nấp đâu rồi. Đành bó chim thôi. Vâng, các bác cũng rất là hay. Tìm những cái chỗ nấp mà không ai tìm ra. Sợ thật. Các bro ẩn nấp của Nam là đây. Vâng, chắc các bạn ấy đã được đào tạo từ những cái trường ninja ẩn thân chi thuật. Ninja làng lá chẳng hạn. Vâng, làng lá thì nấp hay lắm. Vâng, đây thì Mác Hoàng Lăng. Vâng, đây là mộ Hoàng Lăng anh em ạ. Vâng, cái thằng này chắc là học từ cái trường mà ẩn thân trong mộ ấy. Vâng, không biết nên gọi là gì. Nấm mồ chi thuật. Vâng, tầm đấy là vừa cho nó đấy. Ui dồi ôi, lại ít zombie để mà chơi rồi. Chắc lại nốt trận rồi nghỉ thôi. Chứ ít zombie như này thì nó không vui. Ui dồi ôi, bất lực trước cái ác anh em ạ. Vâng, nó giã đạn. Biết thế đấy nào được. Vâng, cuộc sống thì nó chỉ ngắn ngủi thế thôi. Zombie chỉ hồi sinh ra và ăn đạn và chết. Vâng, một cái vòng luân hồi khá là đơn giản mà xúc ngắn gọn, xúc tích anh em ạ. Vâng, đôi khi thì nó lại sờ vào được người khác. Vâng, cái bọn đi tùng hàng thì chắc chắn là không có ai sờ được rồi. Khó lắm. Quả này phải có hack lên mà nó thiến hết cái bọn, thiến nát cái bọn trên đấy cơ. Rồi, có người đã để ý mình rồi. Nó lại cào thằng khác. Cái đậu xinh nữa. Đây bạn ơi. Đây, đúng rồi. Ui dồi ôi. Ê, ok, cái định mệnh nữa. Đùa tao à. Vãi xoài. Vâng, tí nữa là ăn được rồi. Thằng này khốn nạn thế. Phải lừa thằng này ra sau này để cận chiến với được. Ui dồi ôi. Móc lốp này. Vâng, móc như thế thì nó chửi vào mặt. Vâng, dừng đúng lúc nhưng dừng bài nó đã chết rồi. Đấy rồi, ui dồi ôi, hai con. Vâng, làm gì đây? Làm gì? Ui dồi ôi, các bạn thấy nó cào xa không ạ? Vâng, nó chưa nhảy đến, nó là mình mất giáp rồi. Sợ thật. Vâng, đúng dã man anh em ạ. Chơi như này thì khó lắm. Bọn LOL thủ. Vâng, cái bọn xúc giật. Mình cũng thấy ghét cái bọn đấy đấy.
Xuống đi các bạn ơi. Thủ thủ đến đấy còn 12 giây vẫn thủ, vẫn cố nhây. Còn mình đây thì chạy SML. Ở chắc là nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Tại vì ít zombie quá, chơi không vui. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn.